Hôm nay chúng ta bắt đầu buổi đầu tiên với lại công cụ thiết kế Illustrator. Thì đây là một cái chương trình trong hai chương trình là thiết kế vector mà chúng ta sẽ cần phải nắm khi mà chúng ta học về thiết kế đồ họa 2D, thiết kế quảng cáo in ấn. Nếu mà nói về lịch sử thì có lẽ là đây là cái chương trình thiết kế vector đầu tiên chạy trên nền máy tính. Đấy. Nhưng mà nó được thiết kế là để dành chạy trên nền của máy Apple. Mãi về sau này thì nó mới đưa lên trên cả nền tảng Windows. Thì cái chương trình Illustrator thì nó có một cái lợi thế rất là lớn khi mà làm việc với cái mục tiêu là thiết kế đồ họa, tại vì là nó cùng họ với lại rất nhiều các cái chương trình thiết kế đồ họa khác của Adobe, như là xử lý ảnh với Photoshop này, hoặc là làm dàn trang xuất bản với lại InDesign. Ví dụ làm những cái phim hoạt hình đơn giản ở trên nền tảng Flash thì Illustrator nó cũng sẽ là một cái chương trình hỗ trợ rất là mạnh, tại vì là thiết kế ở trên vẽ các cái nhân vật, vẽ các cái hình dạng thứ ở trong Illustrator rồi có thể xuất sang để sử dụng tiếp ở bên bên Flash chẳng hạn. Đấy. Thế còn mục tiêu chính gốc ban đầu của Illustrator thì nó xuất hiện là để vẽ minh họa, làm các cái thiết kế trên nền tảng vector. Tất cả những cái thứ mà các bạn vẫn nhìn thấy thường xuyên, ví dụ như là những cái các visit, rồi tờ rơi, tờ gấp, rồi các cái poster vân vân, thì hầu hết là đều được làm ở trên Illustrator. Rồi thiết kế logo theo cái sự phát triển và đòi hỏi của công việc thì Illustrator nó cũng được phát triển để mà hỗ trợ thêm nhiều công việc khác, ví dụ như là nhiều người thì người ta cũng thích làm giao diện trên giao diện web, hoặc là giao diện các cái chương trình web mobile vân vân, thì người ta cũng thích là làm ở trên Illustrator. Đấy, và nó cũng được gần đây thì nó cũng được mở rộng thêm cái khả năng là làm việc với tài liệu nhiều trang. Trước đấy thì Illustrator là nó chỉ làm việc với một tài liệu một trang thôi, duy nhất. Đấy, và nó không có cái khả năng là làm việc với tài liệu nhiều trang. Thì gần đây thì nó cũng đã được bổ sung thêm cái tính năng đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu qua về cái giao diện chương trình. Thì cũng nằm ở trong họ nhà Adobe, cho nên là giao diện của Illustrator nó cũng tương đồng, khá là giống với lại các chương trình khác của hãng Adobe như là Photoshop hoặc là InDesign vân vân. Thì phía trên cùng thì chúng ta sẽ thấy là thanh menu, nơi mà chúng ta sẽ gọi tất cả các lệnh cần thiết trong cái quá trình mà làm việc. Kế tiếp thì chúng ta có một cái nút lệnh gọi là Go to Brides. Thì đây là một cái liên kết mà Adobe cung cấp để cho các cái chương trình thiết kế của mình có thể làm việc với lại một cái chương trình quản lý và duyệt tài liệu, nó gọi là Adobe Bride. Cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta là quan sát được trước rất là tốt các cái tài liệu, tại vì là trong một số trường hợp có những file mà các bạn không thể xem trước được để hình dung ra nó là cái gì, thì Adobe Bride nó là một cái môi trường quản lý rất là tốt và nó giúp cho chúng ta có thể view trước được để chúng ta biết được là cái tài liệu đó nó là cái gì. Tiếp nữa là Search Adobe Stock. Thì cái này là cũng là một cái phần tương đối mới, tức là nếu như các bạn có một cái tài khoản Adobe, các bạn có đăng ký thì các bạn cũng có thể là tìm kiếm được những cái tài nguyên mà do Adobe cung cấp. Các bạn là còn có thêm một cái phần gọi là phần môi trường làm việc. Thì như tôi có nói với các bạn là cái vai trò của Illustrator thì bây giờ nó mở ra rất là rộng, nó có thể làm được rất là nhiều việc, và do đó
khi mà một cái người làm việc với Illustrator thì họ có thể tùy chọn lấy một cái giao diện làm việc làm sao cho phù hợp nhất với cái mục tiêu công việc của họ. Thì ở đây chúng ta có automation này, essential này, layout này, painting này, painting and proofing này, tracing, typography, web, tức là nó sẽ tương ứng với rất là nhiều các cái mục tiêu công việc khác nhau, và mỗi một cái chế độ làm việc khác nhau thì nó lại đưa ra cho chúng ta những cái giao diện phù hợp với việc đó. Đấy. Chủ yếu là hệ thống panel ở bên phía tay phải này, mình chọn cái giao diện làm việc nào thì nó sẽ hiện ra những cái thứ mà hỗ trợ tốt nhất cho cái công việc đó. Thế còn nếu mà chúng ta mới đang học thì tốt nhất là chúng ta nên để ở cái chế độ là Essential. Thì cái chế độ này là một cái chế độ mang tính tổng hợp và nó tương đối phù hợp với tất cả mọi cái loại công việc mà chúng ta có thể làm ở trên Illustrator. Thế còn sau này khi mà chúng ta đã nắm vững được Illustrator rồi và chúng ta xác nhận hẳn là chúng ta đi theo cái hướng nào khi sử dụng Illustrator thì chúng ta sẽ thiết lập cái môi trường làm việc cho phù hợp với công việc của mình. Phần kế tiếp thì chúng ta có một cái thanh nằm ngay bên dưới thanh menu, thì đấy gọi là thanh option. Thanh này là một cái thanh chung, tất cả họ nhà tốt đều có. Nó luôn luôn tùy biến, tùy thuộc vào cái việc mà chúng ta đang chọn một đối tượng như thế nào, hoặc chúng ta đang sử dụng công cụ gì, thì nó sẽ tùy biến để mà nó hỗ trợ chúng ta những cái lệnh mà phổ dụng nhất khi mà chúng ta làm việc với công cụ hoặc là chọn một cái đối tượng nào đó. Phía bên tay trái thì là hộp công cụ, nơi cung cấp các công cụ này, rồi các cái hộp màu này, rồi một số các cái chế độ làm việc cũng như là chế độ hiển thị thì sẽ được cung cấp ở cái hộp công cụ này. Và hộp công cụ thì nó có hai cách trình bày, hai hàng như thế này, hoặc nếu chúng ta nhấp vào cái mũi tên nhỏ ở phía trên thì nó sẽ thu lại thành ra là một hàng. Một hàng thì nó chiếm ít không gian làm việc, tuy nhiên là lựa chọn công cụ nó sẽ mất rất nhiều thời gian khi mà chúng ta phải đưa chuột rất sâu xuống phía dưới này chúng ta mới có thể chọn được, cho nên tốt nhất là chúng ta hãy để nó mở hai hàng thế này. Còn nếu đến lúc nào mà các bạn làm việc đến cái độ mà thuần thục rồi thì có lẽ chúng ta cũng chẳng cần phải cho nó hiển thị nữa, tại vì chúng ta có thể gọi các công cụ bằng phím tắt. Phía bên lề phải thì chúng ta có hệ thống panel, nơi mà cung cấp sâu những cái tùy chọn để mà chúng ta làm việc với các đối tượng. Nó có thể là thu lại thành một thanh hẹp như thế này, hoặc nếu mà chúng ta mở rộng cả hệ thống thì chúng ta bấm vào mũi tên thì nó sẽ mở rộng ra. Tất nhiên khi mở rộng thì toàn bộ các panel đang được sử dụng nó cũng sẽ được mở rộng một cách đồng đều như thế này. Còn nếu như mà chúng ta chọn vào một cái biểu tượng nào đó thì chỉ có cái panel đó nó mở ra cùng với lại cái nhóm đi cùng nó. Và nếu mà chúng ta mở ra trong một nhóm như thế này thì bao giờ trong một thời điểm nó cũng sẽ chỉ có một panel được kích hoạt lên thôi. Mình muốn chọn panel khác thì mình bấm vào cái thẻ tên tương ứng thì nó sẽ nổi lên trên và những cái panel khác nó chìm xuống dưới. Và chúng ta cũng có thể là để cho nó trở thành một cái dạng panel trôi nổi bằng cách là bấm vào cái thẻ tên này và chúng ta kéo nó ra ngoài. Thì lúc này nó có thể là hoạt động độc lập trôi nổi ở phía bên ngoài này, tùy mình muốn đặt vào đâu thì đặt. Còn nếu mình muốn ghép thì mình có thể kéo vào cái thẻ tên này và mình thả vào trong cái nhóm mà mình muốn, thì nó sẽ được ghép cùng vào với lại cái nhóm mà mình chỉ định. Đấy. Thế thì đấy là vài cái sơ bộ về giao diện. Thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở khởi tạo ra một cái tài liệu mới để bắt đầu công việc. Thế thì để bắt đầu thì chúng ta sẽ vào menu File, chọn lệnh New, hoặc là chúng ta nhấn phím tắt là Ctrl N. Hộp thoại New Document sẽ mở ra, yêu cầu chúng ta lựa chọn các cái thiết lập cho cái môi trường làm việc. Đầu tiên là trường name, các bạn có thể đặt tên cho tài liệu của mình, hoặc nếu không đặt tên mà cứ làm việc trước thì chúng ta sẽ thấy là nó đặt sẵn cho chúng ta là Unsigned 1 như thế này, rồi Unsigned 2, 3, 4 tùy theo cái lần mà chúng ta tạo tài liệu mới. Về phần profile thì nó cung cấp cho chúng ta một số các cái tùy chọn phù hợp với những công việc khác nhau. Ví dụ như các bạn thấy ở đây là chúng ta thấy nó sắp xếp theo thứ tự là print này, web này, mobile này, video and film này, art,
là and illustration này, device này, basic RGB vân vân. Thì đấy là những cái công việc mà chúng ta có thể là làm với Illustrator. Tuy nhiên như tôi nói ban đầu thì cái chương trình này nó ưu tiên cho cái print là chính, tức là thiết kế là để in ấn là chính, cho nên là nó được ưu tiên, nó đặt ở trên cùng. Đấy, mặc dù nó có thể dùng để thiết kế web, nó có thể dùng để thiết kế các giao diện cho các chương trình chạy trên nền mobile, nó có thể là một chương trình hỗ trợ để tạo ra những cái mặt nạ hoặc là những cái đường dẫn để mà chúng ta có thể đưa nó vào trong trong các cái chương trình mà làm và xử lý phim đấy. Hoặc là gần đây thì nó nổi lên xu hướng là vẽ tranh hoặc là sáng tác các cái ý tưởng concept ở trên Illustrator chẳng hạn, vân vân. Thì các bạn thấy là cái mục tiêu thì rất là nhiều, và chúng ta chọn một cái chế độ nào đó thì nó sẽ đưa tiếp ra cho chúng ta một số các cái tùy chọn tiếp sau. Ví dụ như ở đây chúng ta chọn print thì trường đầu tiên đó là number of artboard. Cái này chính là cái mà tôi vừa mới đề cập với các bạn về cái tài liệu nhiều trang. Trước đây thì Illustrator nó chỉ làm việc trên một trang duy nhất. Tuy nhiên gần đây theo yêu cầu của người sử dụng thì và do cái sự cạnh tranh của các cái chương trình mà cùng có tính chất như là Corel chẳng hạn, thì Illustrator buộc phải bổ sung thêm cái khả năng làm việc nhiều trang. Tất nhiên là lúc đầu tiên thì nó để mặc định là một trang thôi, tại vì nó cũng chưa biết là chúng ta muốn làm việc nhiều trang hay không. Tuy nhiên nếu mà các bạn muốn làm việc nhiều trang thì các bạn có thể là bôi đen cái con số này và nhập một cái số cụ thể vào là bao nhiêu trang. Thế và khi có một cái số trang như thế này rồi thì nó sẽ có thêm một vài cái tùy chọn khác như sau. Tức là nó sẽ cho chúng ta lựa chọn là sắp xếp các trang này theo thứ tự như thế nào. Ví dụ hàng đôi thì nó sẽ đi theo từ trái sang phải, xong hết hàng thì lại giật cấp xuống sang trang trái của hàng thứ hai, vân vân. Hoặc là nếu xếp theo cột thì nó cũng sẽ xếp theo cột tỷ lệ các cột, và mỗi cột thì sẽ có hai trang, cứ trang trên xuống trang dưới, xong hết thì nó lại chạy sang đầu cột thứ hai, đầu cột thứ ba, vân vân. Hoặc là xếp theo hàng ngang, hoặc xếp theo hàng dọc, vân vân. Nó có rất là nhiều kiểu xếp như thế này, và các bạn muốn sắp xếp cái trang làm việc của mình theo cách như thế nào thì các bạn có thể bấm vào một trong các biểu tượng này, nó sẽ sắp xếp cái trang làm việc của chúng ta theo cái cách mà chúng ta mong muốn. Spacing này thì nó giúp cho chúng ta là sắp xếp các cái trang đó, mỗi trang nằm cách nhau bao nhiêu ở trên cái màn hình làm việc. Thế và column này là nó sẽ phân chia ra là các cái trang này nó sắp xếp thành bao nhiêu cột ở trên mặt trang làm việc của chúng ta. Thế còn size là kích thước của cái trang làm việc. Thế thì mặc định ở đây thì nó đang để sẵn cho chúng ta ở chế độ là letter. Tuy nhiên là chúng ta còn có một số các cái tùy chọn khác nữa. Muốn sắp xếp, muốn lựa chọn một cái kích thước làm việc nào đó thì các bạn sổ danh sách ra và các bạn kích chọn vào cái khổ giấy mà được cung cấp. Còn trong trường hợp mà các bạn vẫn không thích những cái chế độ này thì các bạn có thể xuống cái trường bên dưới này. Thì trường bên dưới này thì nó đang khai báo kích thước của cái khổ giấy mà chúng ta chọn. Còn nếu mà chúng ta không ưng thì chúng ta có thể bôi đen và nhập hẳn một cái kích thước mới theo yêu cầu của khách hàng. Đấy, khổ sản phẩm mà khách hàng yêu cầu của chúng ta là khổ bao nhiêu cm, bao nhiêu mm dọc và ngang thì chúng ta có thể nhập vào hai trường chiều dọc chiều ngang như thế này. Đơn vị thì hiện tại đang để là point, tuy nhiên là tính bằng cái đơn vị point thì nó hơi khó tính cho so với cái thói quen của chúng ta, cho nên là tốt nhất là chúng ta có thể chuyển sang cái hệ cm hoặc là mm cho nó dễ xử lý. Thế còn cái phần ở dưới này nó gọi là phần bleed, thì là nó giúp chúng ta thiết lập là cái phần chừa ra của trang. Đấy, có những cái chế độ mà chúng ta có thể là thiết lập để mà nó lùi vào bên trong bao nhiêu đó trong cái phạm vi của trang. Thế nhưng mà đây là cái cách làm việc mà thiết lập theo kiểu là tràn trang, có nghĩa là các bạn có thể làm từ cái đỉnh trang cho đến đáy trang, từ cạnh trái sang đến cạnh phải luôn, không chừa ra chỗ nào cả. Phần advanced thì nó đã thiết lập sẵn cho chúng ta ở những cái tham số mà phù hợp với lại cái chế độ mà chúng ta đã chọn. Đó là cái chế độ lúc đầu tiên mà chúng ta nói là
tôi đang chọn Prim, cho nên là Prim thì nó xác nhận luôn các cái yêu cầu mặt kỹ thuật, đó là hai yêu cầu cực kỳ cơ bản luôn, hệ màu phải là hệ màu CMYK và độ phân giải cho cái tài liệu này là 300, nó phù hợp với lại cái yêu cầu kỹ thuật tối thiểu để mà chúng ta có một cái tài liệu đem đi in. Ở đây thì chúng ta cũng xác nhận luôn in này là in hệ máy in công nghiệp, in offset đấy, in 4 màu. Sau khi mà chúng ta thiết lập xong được những cái tham số cơ bản như thế này rồi thì các bạn có thể là nhấp nút OK để chúng ta mở ra cái trang tài liệu. Sau khi mà các bạn nhấp OK để xác nhận thì các bạn sẽ thấy là màn hình làm việc được mở ra như thế này. Sẽ có một cái vùng màu trắng, nó có hình chữ nhật như là trang giấy như thế này, và cái vùng xám ở xung quanh. Đấy. Thao tác thì chúng ta có thể là vẽ hoặc là thiết lập bất cứ một cái gì ở trong toàn bộ màn hình, tức là chúng ta có thể vẽ, chúng ta có thể đặt các thứ vào trong vùng xám hoặc là vùng trắng. Tuy nhiên là cái vùng trắng này nó có vai trò như là cái khuôn khổ của cái tài liệu, hay là chúng ta gọi nó là cái khổ thành phẩm. Đấy, sau khi in ra xén đóng rồi thì cái sản phẩm thực tế của chúng ta nó có kích thước bao nhiêu thì nó sẽ giống với cái trang giấy này. Có thể vẽ, có thể thiết kế, có thể đặt các yếu tố này ra bên ngoài. Tuy nhiên là đấy là chỉ trong cái quá trình làm việc thôi. Còn nếu mà xuất ra thành phẩm thì cứ cái nào có mặt ở trong trang giấy thì nối máy in nó mới in ra. Còn cái nào có thể nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nằm ở phía ngoài trang giấy này thì khi nối máy in nó sẽ không xuất hiện trong cái bản in của chúng ta. Chúng ta trước khi mà bắt tay vào làm một cái gì đó ở trong Illustrator thì chúng ta cũng nói luôn về một số các cái thuộc tính cơ bản của các đối tượng ở trong Illustrator. Thì Illustrator thì có mấy cái thuộc tính cơ bản mà chúng ta cần phải nắm, đó là một đối tượng vẽ ra trong Illustrator thì nó có cái bề mặt và có thể có đường viền. Mặc định của chương trình thì hiện tại nó đang để cho chúng ta là màu bề mặt là màu trắng và màu đường viền là màu đen. Thì cái này chúng ta có thể biết do chúng ta đang quan sát ở hai cái ô này. Hai ô này, một ô gọi là fill, tức là để lấy màu tô cho cái bề mặt của đối tượng. Thế còn cái ô mà giống lòng này thì gọi là ô stroke. Ô này là để lấy màu tô cho đường viền của đối tượng. Chúng ta có thể thiết lập bất cứ cái màu nào chúng ta muốn bằng cách là bấm trực tiếp vào trong cái ô này, nhấp đúp và nó sẽ mở ra một cái hộp thoại gọi là color picker. Các bạn muốn chọn cái màu nào thì các bạn hãy đưa chuột bấm vào cái điểm mà các bạn mong muốn. Ở đây là cái cách thiết lập một cách rất là cơ bản thôi. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta xác nhận là chúng ta làm in thì sau khi mà chúng ta nhấp chọn các cái điểm màu ở trên này thì các bạn nên thiết lập các tham số cho nó chuẩn ở trong cái ô màu CMYK này để chúng ta lấy các tham số theo các cái bước màu chuẩn. Đấy, thông thường thì tôi cũng nói luôn là mặc dù là các màu như thế này thì không có vấn đề gì cả, không sai. Tuy nhiên nếu mà làm chuẩn và làm cho nó trở nên là ít bị lỗi, dễ dàng cho cả hai phía thiết kế lẫn nhà in, thì tốt nhất chúng ta nên thiết lập các tham số cho các cái màu này theo các bước là 0 và 5. Đây, ví dụ như là màu này tôi đang chọn là 15%, M là 100, Y là 100, K là 6 chẳng hạn, thì tôi sẽ làm tròn quách luôn nó xuống 5 để đảm bảo các cái tham số của nó luôn luôn chạy theo các bước là 0 và 5 thôi. Thế thì nó sẽ ít bị lỗi và nó dễ quản lý hơn. Sau khi chúng ta thiết lập xong về màu, nhấp OK thì nó sẽ cập nhật màu vào trong cái ô fill này. Và ô này có màu gì thì bất cứ cái đối tượng nào chúng ta mới vẽ ra nó sẽ luôn luôn được tô sẵn cái màu đó. Thế còn màu đường viền này cũng thế. Các bạn muốn thiết lập cái màu nào thì các bạn phải kích vào cái ô đó. Ô nào nổi lên trên thì có nghĩa là chúng ta đang làm việc với cái ô màu đó. Đấy, ô nào mà chìm xuống dưới thì nó vẫn hiện hữu nhưng mà không phải là cái mà chúng ta đang thiết lập. Tôi nhấp vào đây, tôi chọn màu khác chẳng hạn. Thay vì màu đen, tôi có thể chọn màu xanh như thế này chẳng hạn. Đấy.
thì lúc này khi mà chúng ta vẽ ra thì nó còn sẽ có sẵn luôn cái màu xanh giống như cái màu mà chúng ta yêu cầu. Thế sau khi mà chúng ta nắm được một vài cái thao tác cơ bản ban đầu để thiết lập màu tô cũng như là màu đường viền, thì chúng ta sẽ làm quen với các cái thao tác đầu tiên để chúng ta tạo ra các cái đối tượng rất là đơn giản ở trong Illustrator. Thế thì chúng ta sẽ làm quen với nhóm công cụ vẽ hình cơ bản trước. Nhóm công cụ vẽ hình cơ bản thì Illustrator cung cấp cho chúng ta một số hình dáng như sau: Rectangle Tool, phím tắt là M, giúp chúng ta vẽ ra các hình chữ nhật. Công cụ Round, Rectangle Tool thì nó sẽ giúp cho chúng ta vẽ ra các cái hình chữ nhật có bo tròn góc. Ellipse Tool thì giúp chúng ta vẽ ra hình ellipse, phím tắt của công cụ này là L. Polygon giúp chúng ta vẽ ra các đa giác. Star thì giúp cho chúng ta vẽ ra các ngôi sao. Thế và nó có một cái công cụ tương đối đặc biệt, nó không phải là vẽ cái hình cơ bản mà nó là vẽ một cái tia sáng phản chiếu ngược trong ống kính. Khi mà chúng ta chụp một cái gì đó thì nó mô phỏng cái tia sáng ngược đó, thì nó là công cụ Flare Tone. Đầu tiên thì chúng ta làm việc với công cụ Rectangle trước. Các bạn có thể chọn công cụ ở trong hộp hoặc là nhấn phím M để gọi nó. Sau khi chúng ta chọn công cụ rồi thì chúng ta sẽ đưa vào trang giấy và bắt đầu thao tác để tạo ra cái hình đầu tiên. Illustrator cung cấp cho chúng ta hai phương pháp để nhập các cái đối tượng này. Một cách là chúng ta vẽ thao tác trực tiếp ở trên trang giấy, và cách thứ hai là chúng ta sẽ nhập tham số để Illustrator nó sẽ vẽ ra cái hình giống như chúng ta yêu cầu. Thao tác trực tiếp thì chúng ta sẽ làm như sau: nhấp chuột tại cái nơi mà chúng ta muốn hình xuất hiện, sau đó thì giữ chuột và chúng ta kéo dê chéo một đường thế này, dài ngắn cao thấp thì tùy ý. Các bạn quan sát cái hình màu xanh đang được tạo ra khi mà chúng ta kéo dê chuột, và đấy chính là khuôn khổ của cái đối tượng mà chúng ta sẽ vẽ ra. Nếu mà chúng ta nhả chuột, đấy, nhả chuột ra, chúng ta sẽ có cái hình giống như là cái khuôn khổ màu xanh mà chúng ta vừa mới tạo. Thì đây là cái thao tác mà vẽ hình trực tiếp. Thế còn phương pháp thứ hai, đó là phương pháp nhập tham số. Nhập tham số thì chúng ta sẽ làm như sau: kích chuột một cái, rồi chúng ta nhả chuột ra, thì sẽ có một hộp thoại gồm có hai trường là chiều rộng và chiều cao. Các bạn nhập một tham số cụ thể vào đây, ví dụ 200mm, 100mm chẳng hạn, sau đó nhấp OK, thì các bạn sẽ thấy là tại cái điểm mà chúng ta nhấp chuột, nó sẽ được tính là góc trên bên trái của cái hình sắp vẽ đó, và sau đó thì nó sẽ phát triển sang phía bên phải xuống phía dưới, sẽ vẽ ra cho chúng ta một cái đối tượng hình chữ nhật có kích thước giống với lại kích thước mà chúng ta vừa yêu cầu trong hộp thoại. Thế thì cái công cụ này thì giúp cho chúng ta vẽ ra các hình chữ nhật. Tuy nhiên là đối với hình chữ nhật thì các phiên bản nó có cái sự khác nhau một tí. Các phiên bản từ CS6 đổ về trước thì hình chữ nhật đơn giản là hình chữ nhật. Nhưng mà phiên bản CC thì bắt đầu được bổ sung thêm một cái tính năng là xử lý và làm việc với các góc của hình chữ nhật. Cái này thì thực ra là một cái sự học theo của thằng Corel. Đấy, Corel thì nó có cái tính năng là quản lý và xử lý các cái góc này rất lâu từ các phiên bản cực kỳ thấp rồi. Nhưng mà Illustrator thì lại phân chia ra thành công cụ vẽ hình chữ nhật và công cụ vẽ hình chữ nhật bo tròn góc riêng. Thế và đến phiên bản mới nhất là phiên bản CC thì họ mới bổ sung cái tính năng này. Các bạn để ý là khi mà tôi chọn một cái hình chữ nhật này thì các bạn thấy là nó có các cái điểm tròn tròn nằm ở gần bốn góc, và bằng cách là trỏ vào đó, các bạn bấm chuột và các bạn kéo thì các bạn có thể là vê tròn góc của hình chữ nhật này. Tính năng này chỉ có trên hệ CC thôi nhé, còn CS6 đổ xuống là không có cái này. Và những cái này thì nó tương tác với nhau, các bạn kéo một điểm cũng có nghĩa là các bạn điều khiển cả bốn góc. Đấy. Và chúng ta có thể co kéo nó cho nó trao đổi qua lại giữa các cái kiểu là chữ nhật hoặc là chữ nhật bo góc.
Thế còn nếu mà các bạn muốn điều khiển mà nó có cái tính chất riêng biệt thì các bạn nhìn lên trên thanh option thì các bạn sẽ tìm thấy một cái chữ sharp ở trên này, và nếu các bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy là một cái hộp thoại mở ra cung cấp cho chúng ta một số các tham số liên quan tới cái đối tượng này. Và nếu mà các bạn nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy là có các cái tham số như sau, ví dụ như là chiều rộng này là 200 này, chiều cao là 100 này, đúng như những gì mà chúng ta yêu cầu vừa nãy. Tuy nhiên ở phía dưới này thì nó cung cấp cho chúng ta thêm một số các cái tùy chọn nữa, ví dụ như là rectangle angle cho phép chúng ta là xoay cái hình chữ nhật này đi một góc bao nhiêu nếu chúng ta muốn. Thế và cái góc mà chúng ta vừa đề cập là bốn cái ô này, hiện tại các bạn đang thấy là tham số bằng 0, có nghĩa là góc của nó vẫn là góc vuông. Và giữa bốn cái góc này thì đang có một cái biểu tượng là cái xích. Nếu như bây giờ chúng ta bấm vào đây và chuyển đổi cái biểu tượng giữa xích thành ra rút xích ra thì có nghĩa là mỗi một cái điểm này nó sẽ trở nên độc lập với nhau, và tôi có thể bo riêng từng cái góc độ này theo một tham số khác nhau, hoặc là có bo không bo. Ví dụ cái này tôi cho nó thành 30, các bạn sẽ thấy là riêng góc trên bên trái này bo tròn, còn các góc còn lại thì nó không chuyển đó. Như thế là nó bắt đầu là có cái sự độc lập riêng với nhau. Như thế là cái thao tác làm việc với lại cái hình chữ nhật này nó tương đối đơn giản thế thôi. Chúng ta thử nghiệm một xíu là chúng ta có thể là vẽ ra được cái hình chữ nhật theo cách mà mình mong muốn. Công cụ thứ hai mà chúng ta làm việc đó là công cụ Round Rectangle Tool. Công cụ này thì hiện tại nó đang không có phím tắt, và chúng ta phải chọn nó bằng cách là chọn vào trong hộp công cụ. Những cái công cụ nào mà nó ẩn thì chúng ta sẽ phải nhấp giữ chuột lâu một tí vào trong cái hộp công cụ thì lúc đó nó mới mở ra để cho chúng ta xem các cái công cụ ẩn, và sau đó thì chúng ta chọn nó. Cái công cụ này cũng có hai cách làm việc giống như là hình chữ nhật, có nghĩa là vẽ trực tiếp và nhập tham số. Đây, vẽ trực tiếp thì cũng như hình chữ nhật, nhấp giữ chuột và kéo cho tới khi nào mà chúng ta nhìn thấy một cái khung màu xanh và cảm thấy là vừa ý mình thì các bạn nhả chuột ra, các bạn sẽ có một hình chữ nhật bo tròn góc. Tuy nhiên có một cái cách thứ hai đó là nhấp chuột, và lúc này chúng ta cũng nhận được một cái hộp thoại tương tự như là hộp thoại của hình chữ nhật vừa nãy. Tuy nhiên do nó có cái tính chất bo tròn góc cho nên chúng ta thấy là ngoài trường chiều rộng và chiều cao thì nó còn có thêm một tham số là Gaussian radius, chính là cái giá trị mà bo tròn cái góc nhiều hay ít, cao hay thấp. Chúng ta có thể thay đổi cái tham số ở đây bằng cách gõ trực tiếp vào đây và sau đó thì nhấp OK thì cái hình mới vẽ ra nó sẽ được bo tròn góc như thế này. Điểm mà hơi không thoải mái lắm khi mà chúng ta làm việc với lại cái hình chữ nhật này đó là cái tham số Gaussian radius khi chúng ta thiết lập thì nó sẽ được gán luôn cho cái công cụ này, có nghĩa là lần sau tôi vẽ thì nó sẽ vẫn mang chính cái tham số đó. Ví dụ tôi vẽ một hình thật to như thế này, OK, tôi vẽ một hình bé như thế này, hay là tôi vẽ thậm chí tôi vẽ một hình bé tí như thế này thì nó cũng vẫn mang cái tham số như thế. Thì điều này nó sẽ làm cho người vẽ nhiều khi là sẽ hơi khó chịu, tại vì nếu mà tôi muốn tăng hay giảm cái tham số thì tôi lại phải nhấp chuột vào đây, tôi mở thoại ra để tôi thiết lập lại cái tham số ở đây. Thì cách làm như thế thì nó sẽ mất rất nhiều thời giờ. Nhưng mà Illustrator thì lại cung cấp cho chúng ta một cái phương pháp khác nữa, là mặc dù vẽ trực tiếp nhưng chúng ta có thể là tùy biến được cái công việc, cái thao tác bằng cách như thế này. Các bạn cứ nhấp chuột chọn công cụ đi, sau đó thì các bạn vẽ cũng vẽ trực tiếp. Đây, chúng ta kéo. Nhưng mà đến đây thì các bạn không nhả chuột ra nhé, không nhả phím chuột ra, vẫn giữ phím chuột. Sau đó thì các bạn sử dụng cái phím mũi tên lên hoặc xuống giúp tôi. Khi các bạn nhấn giữ phím mũi tên lên thì có nghĩa là chúng ta đang tăng cái độ bo tròn cho cái góc. Còn nếu mà chúng ta nhấp phím mũi tên xuống thì chúng ta sẽ giảm dần cái độ bo tròn của góc, và đến kịch cùng thì chúng ta sẽ cho nó quay trở lại với lại cái tham số là hình chữ nhật. Ngoài ra thì chúng ta còn có mũi tên sang trái hoặc sang phải. Nếu chúng ta bấm mũi tên sang phải thì chúng ta sẽ hoãn chuyển từ hình chữ nhật sang thành hình chữ nhật bo góc,
Còn nếu mà chúng ta nhấp phím mũi tên sang trái thì chúng ta lại trả nó sang thành hình chữ nhật vuông góc. Đấy, thì đây là cái thao tác giúp chúng ta có thể là vừa vẽ vừa hiệu chỉnh được cái tham số cho cái góc của hình chữ nhật bo góc này. Bo nhiều hay bo ít, chúng ta cứ bấm phím mũi tên lên hoặc xuống để chúng ta gia giảm tham số cho tới khi nào mà các bạn cảm thấy là cái góc bo như thế này vừa ý của chúng ta rồi thì chúng ta dừng lại. Và tất nhiên là cũng tương tự như là cái hình chữ nhật vừa nãy, các bạn để ý thì chúng ta cũng có bốn cái điểm điều khiển nó nằm ở vuông góc này, và bằng cách là bấm vào nó và co kéo thì chúng ta cũng có thể là sao ạ, điều khiển cái giá trị bo góc của cái hình chữ nhật này. Thực ra thì khi mà Illustrator nó đã cung cấp cho chúng ta cái phương cách là điều khiển góc như thế này thì cái sự có mặt của cái công cụ của Round Rectangle Tool này thì lại trở nên thừa rồi. Đấy, trước đây do không có cái điểm điều khiển này thì người ta mới tách ra thành cái hình chữ nhật bo góc và hình chữ nhật thường. Thế còn đến khi mà đã bổ sung cái tính năng này rồi thì có lẽ là các cái phiên bản về sau này tôi nghĩ rằng nó sẽ đến cái lúc nó bỏ cái công cụ này đi, tại vì là từ cái công cụ hình chữ nhật là chúng ta đã có thể bo góc được dùng, cho nên là nó sẽ trở thành một công cụ thừa. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ làm quen với cái công cụ vẽ hình ellipse. Công cụ vẽ ellipse thì nó chỉ khác với lại hình chữ nhật ở cái hình thôi. Đấy, một thằng thì vẽ ra chữ nhật, một thằng thì vẽ ra hình ellipse, và do đó thì chúng ta cũng hai cách vẽ cũng tương tự như vậy thôi, nhấp chuột vẽ trực tiếp và bấm vào màn hình nhả chuột ra để gọi cái hộp thoại và sẽ điền hai cái chiều cao chiều rộng vào. Sau khi làm xong nhấp OK, nó sẽ vẽ ra cái hình như chúng ta mong muốn. Thế còn nếu mà chúng ta không nhập các tham số vào cái hộp đó thì cái hình vẽ ra sẽ luôn luôn giống như cái hình mà được vẽ gần nhất, tại vì các tham số đó nó luôn luôn được Illustrator ghi nhớ tự động điền vào cái hộp thoại khi mà chúng ta mở cái hộp thoại đó ra. Thì về hình chữ nhật về hình ellipse thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Công cụ tiếp theo ở trong nhóm là công cụ polygon. Công cụ polygon thì nó sẽ giúp chúng ta vẽ ra các hình đa giác. Ở đây thì chúng ta sẽ có hình đa giác này, nhấp chọn công cụ này và sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào trong cái màn hình, sau đó thì chúng ta sẽ kéo mặc định của chương trình thì nó để cho chúng ta là hình lục lăng như thế này. Các bạn có thể là vẽ theo cách trực tiếp hoặc có thể là kích chuột vào trong màn hình để cho nó hiện ra hộp thoại. Thì trong hộp thoại này chúng ta có hai trường, một trường là radius và một trường là size. Radius thì nó tính là cái kích thước, thế còn cái size là nó tính toán là cái số cạnh hoặc là cái số đỉnh của hình đa giác này. Và bằng cách là thay thế cái tham số ở đây thì chúng ta sẽ có cái hình được vẽ ra có cái số cạnh giống như là cái tham số mà chúng ta thiết lập. Thế thì tương tự như là các công cụ mà chúng ta vừa giới thiệu thì cái hình đa giác này nó cũng giúp chúng ta thiết lập cái cách làm là vừa làm vừa hiệu chỉnh ngay trong quá trình mà chúng ta vẽ. Có nghĩa là nếu như mà chúng ta vẽ cái hình bát giác như thế này thì sau đó đương nhiên là chúng ta vẽ ra cái hình sau nó cũng là dính theo cái tham số bát giác này. Nhưng nếu như mà tôi cần một hình tam giác hoặc tứ giác hoặc ngũ giác thì lúc đó thay vì việc là tôi phải vào trong cái hộp thoại để tôi thiết lập lại tham số thì tôi có thể là vừa làm vừa xử lý luôn như thế này. Cứ vẽ đi thì nó sẽ theo kiểu gì đây ạ? Theo kiểu bát giác, nhưng mà tôi đừng nhả chuột ra. Và lúc này chúng ta sẽ bấm phím mũi tên lên hoặc xuống. Lên là chúng ta sẽ tăng số cạnh, còn xuống thì là chúng ta sẽ giảm số cạnh. Và tất nhiên là cái con số mà thấp nhất mà chúng ta có thể tạo ra cho một hình đa giác là hình tam giác như thế này. Thế còn maximum thì là vô cùng luôn. Nếu chúng ta tăng lên đến một
số lượng nào đó thì chúng ta sẽ có một cái hình đa giác gần như là giống hình tròn luôn. Thì thao tác đối với hình đa giác thì nó cũng chỉ có mấy cái điều cần lưu ý như thế thôi. Sau hình đa giác thì chúng ta có công cụ vẽ ngôi sao. Nhấp vẽ trực tiếp thì chúng ta sẽ có ngôi sao như thế này. Còn nếu mà chúng ta nhấp chuột để làm việc với lại cái hộp thoại thì chúng ta sẽ có 3 trường. Ở công cụ ngôi sao thì gồm có 3 giá trị. Một giá trị là radius 1. Nó sẽ tính toán các cái vị trí của đỉnh của ngôi sao. Giá trị radius 2 thì nó sẽ tính toán cái vị trí cho những cái điểm thấp của ngôi sao này. Thế còn point thì là tính cái số cánh của ngôi sao hay là số đỉnh của ngôi sao. Bây giờ chúng ta có thể là thiết lập tham số ở trong hộp thoại để vẽ ra. Thế trong quá trình mà chúng ta vẽ thì chúng ta lưu ý đến hai cái này. Radius 1 thì là cái độ cao, cái độ lớn của ngôi sao thì cái này không lạ. Nhưng mà radius 2 thì nó làm cái gì? Radius 2 thì khi mà chúng ta ra giảm các tham số này thì chúng ta sẽ làm cho cái cánh ngôi sao thấp lại trở thành ngôi sao gầy hoặc là căng ra để trở thành một ngôi sao mập. Ví dụ bây giờ chúng ta thử tăng hay giảm tham số nhé. Chẳng hạn như là chúng ta đang có cái radius 2 này là 20 chẳng hạn. Bây giờ thu nó lại thì 15, xem nó ra cái gì. Thì chúng ta sẽ thấy là tham số càng bé thì ngôi sao càng thấp vào bên trong và nó càng trở nên gầy. Thế còn nếu mà chúng ta tăng cái này lên, ví dụ tôi cho nó lành 30 chẳng hạn, thì nó sẽ mở rộng ra này và chúng ta sẽ có ngôi sao mập ú. Như vậy là chúng ta đã làm quen thêm với lại một cái công cụ nữa, đó là công cụ vẽ ngôi sao. Và để tăng hay giảm cái số cạnh trong quá trình vẽ thì các bạn có thể là bấm phím mũi tên. Phím mũi tên lên thì là tăng số cánh của sao, phím mũi tên xuống là giảm cánh của ngôi sao. Và khi mà chúng ta bấm đến kịch kim xuống dưới thì chúng ta sẽ có thì ngôi sao này chuyển sang cái dạng gọi là tam giác. Thì công cụ ngôi sao thì cách thao tác của chúng ta cũng tương đối đơn giản như thế. Thế còn cái công cụ cuối cùng thì nó không phải là hình cơ bản giống như những cái hình mà chúng ta vừa bàn với nhau, vừa giới thiệu với nhau, mà nó là một cái dạng mô phỏng về một cái tia sáng chiếu ngược phản chiếu vào cái ống kính khi mà chúng ta chụp hoặc quay cái gì đó. Cái thao tác chúng ta làm như sau: chọn công cụ ở trong hộp công cụ, sau đó thì chúng ta đưa chuột vào trong trang làm việc. Thao tác chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chúng ta nhấp giữ chuột và chúng ta kéo để tạo ra cái chùm tia sáng đầu tiên. Sau khi mà tạo ra chùm đầu tiên như thế này, các bạn cảm thấy là hài lòng rồi thì các bạn nhả chuột ra và chúng ta kết thúc cái giai đoạn đầu. Lúc này các bạn sẽ đưa chuột tới một vị trí mới, ngắn, dài, cách nhiều hay cách ít là tùy ý các bạn. Và ở cái điểm mới này các bạn lại nhấp giữ chuột thì nó sẽ tạo ra một cái tia nối từ cái điểm chúng ta đang để chuột tới cái tia quầng sáng mà chúng ta vừa mới vẽ vừa nãy. Chúng ta có thể kéo dài, thu ngắn, chuyển hướng vân vân. Nó luôn luôn tương tác giữa cái điểm chúng ta dê chuột với lại cái chùm tia sáng mà chúng ta đã tạo ra lúc đầu tiên. Và đến lúc mà các bạn cảm thấy hài lòng rồi thì nhả chuột ra, chúng ta sẽ có cái chùm tia sáng nó giống như là một cái sự phản quang ở trong cái ống kính máy ảnh khi mà chúng ta chụp mà có một cái chùm tia sáng ngược và chiếu vào, hắt ngược vào trong ống kính. Thế thì thao tác làm trực tiếp như thế này, nếu các bạn muốn nhìn thì thực ra nó cần phải có một cái nền tương đối sẫm một chút thì chúng ta mới thấy các cái tia rõ ràng. Còn ở đây chỉ là mấy cái quầng sáng chúng ta nhìn rất rõ ở trên nền trắng. Còn các tia thì chúng ta phải nhìn ở trên một cái nền tương đối sẫm một tí. Thế thì thao tác này nó chỉ có trực quan hay là cũng có tham số? Thực ra thì nó cũng có cách làm tham số bằng cách là chúng ta chọn công cụ và nhấp chuột vào đây thì nó sẽ tạo ra một cái chùm tia giống hệt như là cái chùm tia mà chúng ta vẽ gần nhất. Đấy, về mặt nguyên tắc nó luôn luôn ghi nhớ cái sản phẩm mà vẽ gần nhất.
ở trong công cụ đó. Sau đó thì nó mới đưa ra bảng thoại. Tại vì cái này là một thứ mà hơi khó hình dung, một hình chữ nhật hay là một hình elip thì chúng ta hay là một ngôi sao, các tham số thì nó cũng rất là dễ hình dung trong đầu. Tuy nhiên cái chùm tia này là một cái thứ phức tạp, nó có rất là nhiều tham số và thành phần khác nhau, do đó thì nó cũng không đưa cho chúng ta một hộp thoại để mà bắt chúng ta tưởng tượng trong đầu, mà nó phải đưa trước ra xem cái hình đấy nó như thế nào đã, rồi sau đó thì chúng ta sẽ gia giảm các tham số ở trong hộp thoại và quan sát cái sự thay đổi của cái hình đó khi mà chúng ta thay đổi tham số. Ví dụ như là chúng ta đổi được một tham số chẳng hạn diameter, tôi có thể tăng hay giảm cái này lên, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái số lượng của các tia màu ở đây nó có thể tăng hay giảm này, hay là opacity hiện tại đang để là 50% chẳng hạn, tôi cho nó 100% thì nó sẽ trở nên đục hơn ở trong cái khu vực mà nó đang được điều chỉnh. Tất cả các cái công cụ này thì chúng ta có cái cách chỉnh mà nó hết sức là trực quan. Hay là ví dụ như Ray này, chúng ta sẽ thấy là cái trường hợp này Brightness là gì? Brightness là tăng giảm của sáng này, Ray là các tia này, ví dụ number là 15, bây giờ tôi cho nó gấp đôi lên 30 này, ví dụ như thế thì số lượng tia nó lập tức là nó tăng lên nhiều hơn. Độ dài này, đấy, chúng ta có thể tăng hoặc giảm cái này, vân vân. Tất cả những cái này thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó có sự thay đổi trực quan ngay khi mà các bạn thay đổi một tham số nào đó. Cho nên tham số nào dành cho việc gì, các bạn chỉ việc là bấm chọn nó, thay cái số ở trong cái trường đó, sau đó thì các bạn chỉ cần bấm sang cái trường kế tiếp, lập tức nó sẽ cập nhật cái sự thay đổi ở trên hình này, và do đó chúng ta có thể là nhìn thấy được cái sự thay đổi nó áp dụng cho cái môi trường nào, cái đối tượng nào. Thế còn trực quan ở đây nó còn có thêm một cái nữa là direction, thì là đấy chính là cái hướng chiếu của ánh sáng. Thông qua cái việc là nhấp chuột trực tiếp vào đây và các bạn xoay cái mô hình này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái tia này nó sẽ xoay theo cái sự thay đổi của chúng ta thiết lập ở đây. Các bạn có thể nhập số trực tiếp vào đây hoặc bấm chuột vào và xoay đổi trực tiếp cái chiều của tia sáng. Sau khi mà các bạn quan sát xong và đồng ý với lại những cái sự lựa chọn này rồi thì nhấp OK để cập nhật sự thay đổi cho cái đối tượng mà các bạn đang vẽ. Như vậy là chúng ta đã làm quen với lại cái nhóm công cụ đầu tiên là công cụ vẽ hình cơ bản, bao gồm là hình chữ nhật bo góc, hình elip, hình đa giác, hình ngôi sao, và một cái đối tượng tương đối đặc biệt là cái hình tia sáng chiếu ngược, phản quang ngược. Và có một cái điểm nho nhỏ là khi mà chúng ta vẽ một cái hình nào đó ở trong cái quá trình mà vẽ như thế này thì nếu như mà chúng ta nhấn giữ phím Shift thì nó sẽ khóa tỷ lệ của cái hình mà chúng ta đang vẽ vào tỷ lệ 1:1, có nghĩa là hình chữ nhật thì nó sẽ trở thành biến tướng hình chữ nhật, đặc biệt là hình vuông hay là hình elip chẳng hạn, thì nó sẽ trở thành hình elip, đặc biệt là hình tròn. Đấy, thì các bạn lưu ý là khi giữ Shift thì nó có cái tác động như thế. Đây, và như vậy là chúng ta đã làm quen với nhóm công cụ vẽ hình cơ bản đầu tiên ở trong Illustrator, với hai cách thao tác là vẽ trực tiếp và vẽ bằng cách nhập tham số. Bây giờ các bạn sẽ bỏ ra một vài phút thực hành nhanh cái đó, cũng không có gì nhiều đâu. Sau khi mà chúng ta không còn thắc mắc gì về cái công cụ này thì chúng ta sẽ giới thiệu tiếp sang cái nhóm thứ hai là nhóm công cụ vẽ các đường các bạn.